Hello, Lê Hương xin chào cả nhà nhé. Hôm nay Lê Hương xin phép quay lại clip giới thiệu với tất cả các anh chị là hôm nay Lê Hương ship cho khách hàng may đo online hai bộ vest và hai quần âu được thiết kế. Bây giờ Lê Hương sẽ quay lại cho các anh chị coi.